Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 6, 21 tây tháng 8 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài là phần bảo trợ, đặc biệt kỳ này là phần bảo trợ của channel Phượng Mai. Nếu như quý vị nào mà chưa ghi danh, hy vọng quý vị vào ghi danh với channel Phượng Mai. Đây là channel Phượng Mai Official, chính thức sẽ ra mắt khán giả vào 6 tây tháng 9 sắp tới. Nếu quý vị nào mà ở trên YouTube thì có thể ghi danh ngay từ bây giờ. Và sau ngày 6 tháng 9 thì chương trình này của Phượng Mai sẽ có mặt ở trên channel của YouTube và cả trên Facebook. Và ở đây thì quý vị sẽ tìm hiểu được những cái giá trị nghệ thuật đẹp của Việt Nam chúng ta từ lúc xưa cho tới bây giờ, cũng như những câu chuyện huyền thoại của giới nghệ thuật của Việt Nam, cũng như những câu chuyện của miền Nam Việt Nam, và kể cả những cái quý vị có thể ở đó, quý vị có thể học hỏi thêm những cái cách ca, diễn và những cái cách vũ đạo từ do chính Phượng Mai và một số anh chị em nghệ sĩ phụ trách. Đây là cái chương trình giải trí và nghệ thuật nhằm mục đích là để giảm đi những cái căng thẳng trong chương trình thời sự mỗi ngày của channel Trần Nhật Phong. Mỗi một ngày quý vị xem channel của Phong thì rất nặng nề thời sự, thì cần một cái gì đó giải trí sau những cái giây phút mà chúng ta biết được những cái thông tin mỗi ngày. Thì cái channel Phượng Mai Official này chủ yếu là, thứ nhất là giúp cho quý vị có thần và thoải mái hơn, giải trí nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, có thêm kiến thức về giá trị nghệ thuật của Việt Nam. Và thứ ba là quý vị từ ở đó quý vị có thể khai triển cái khả năng của mình, tức là quý vị cũng có thể đóng góp vào chương trình từ những bản nhạc quý vị sáng tác, từ những cái bài cổ nhạc của quý vị sáng tác, hoặc là quý vị viết những câu chuyện, nó sẽ được dựng thành những cái phim ngắn, những cái phim dài, hoặc là những cái liên quan tới vấn đề nghệ thuật thì nó sẽ được dàn dựng lại. Nếu quý vị có khả năng, quý vị có thể đóng góp và cộng tác chung với channel của Phượng Mai. Một lần nữa, hy vọng là tất cả khán giả nào mà chưa ghi danh thì có thể vào channel Phượng Mai. Ở trên đây nếu quý vị đánh chữ Phượng Mai Official thì quý vị vào đây thì quý vị thấy rất nhiều clip, nhưng mà chính là cái logo này. Quý vị nhìn thấy cái logo này thì quý vị bấm vào cái logo thì nó sẽ ra cái channel của Phượng Mai. Và hy vọng rằng tất cả khán thính giả sẽ tham gia với Phượng Mai. Và đó là phần bảo trợ của cái channel Trần Nhật Phong. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần cái đề tài mỗi một ngày. Và trong cái đề tài đầu tiên ngày hôm nay thì Phong có một cái bài phân tích khá dài nằm trên tờ South China Morning Post. Và trong đó với cái tựa là các quốc gia trong khối ASEAN đã vạch một cái lằn ranh đỏ với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp về lãnh hải và lãnh thổ. Đây là một cái bài phân tích khá dài và tác giả của bài viết này, mặc dù cộng tác với tờ South China Morning Post, nhưng mà tác giả của bài viết này lại là một người Ấn Độ. Tên của ông là Pavan Jayaragash, và ông có một bài phân tích khá dài. Trong đó, ông lướt qua những cái điểm chính từ trước tới giờ. Khi mà Trung Quốc bắt đầu tuyên bố cái đường lưỡi bò là chủ quyền của họ, rồi dẫn tới những cái sự căng thẳng trong mười mấy năm qua, và đặc biệt là trong thời gian gần đây, trước khi mà đại dịch bùng nổ, thì khối ASEAN rất e ngại để nói đến những vấn đề nhạy cảm này, kể cả Philippines. Quốc gia đã đệ đơn kiện Trung Quốc ở trong cái bãi cảng Scarborough năm 2012. Và lúc đó thì quý vị biết là dưới thời của Obama. Và khi mà Trung Quốc chiếm bãi cảng này, thì Philippines đã đệ đơn kiện. Và cuối cùng thì trên cái phán quyết của tòa án tại La Haye, thì dựa trên cái UNCLOS năm 1982, tức là cái luật biển năm 1982, thì tòa án tại La Haye đã phán quyết cái quyền phán quyết dành cho Philippines. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã bác bỏ cái tính chất pháp lý của phiên tòa này và không thừa nhận phán quyết này. Ngược lại, Tập Cận Bình còn dựa trên một cái thỏa ước mà khối ASEAN đã ký với Trung Quốc trong năm 2010. Trong đó là một số những quốc gia ở khối ASEAN đã đồng ý là ký đối thoại song phương với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền. Do đó, phía Tập Cận Bình đã bác bỏ cái đơn kiện của Philippines, và kể từ đó là Trung Quốc đã gia tăng tất cả những cái hoạt động của họ trên Biển Đông. Thì cái bài phân tích này có dạo lại cái nốt từ lúc đó,
Và trong bài phân tích này thì tác giả cũng đã phỏng vấn được một số những chuyên gia, mà trong đó có một chuyên gia Việt Nam và một chuyên gia của Singapore. Thì trong cái việc mà phỏng vấn này và trong thời gian gần đây thì nó xảy ra một cái cuộc chiến về mặt pháp lý. Tức là quý vị đã từng nghe tin đồn là Cộng sản Việt Nam cứ nhấp đòi kiện Trung Quốc về vấn đề pháp lý. Thì trong cái bài viết và trong cái bài phân tích trên tờ South China Morning Post, thì trong thời gian gần đây thì các quốc gia ASEAN đã mạnh mẽ hơn với Trung Quốc trong vấn đề pháp lý, nhưng mà vẫn còn những cái điều gọi là rất nhạy cảm mà họ không dám hó hé với Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của Cộng sản Việt Nam. Ở trong đây, một trong những cái người gọi là hải dương, ngành hải dương học có tên là Trang Phạm, nói với tờ Asia Views trong cái cuộc phỏng vấn này, nói rằng là các quốc gia ở trong cái khu vực Á Châu thì họ vẫn có một cái đề phòng với Trung Quốc, nhưng họ lại không dám nhắc tới những cái điều tế nhị và được xem là nhạy cảm đối với Trung Quốc. Trong cái lời trả lời của bà này nói rằng chúng tôi không muốn có một cái sự lên án ngay lập tức đối với Trung Quốc, và cuối cùng chúng ta đã bị thất bại, và chúng ta đã chỉ có cái gì, chúng ta chỉ cố gắng là gì, phản ứng với Trung Quốc, rồi sau đó chúng ta phản ứng lại với những cái gì Trung Quốc đã phản ứng với chúng ta. Đó là lời phát biểu của bà Trang Phạm. Tuy nhiên, ngược lại với bà Trang Phạm thì một cái nhân vật khác là Robert Beckman của Singapore, một trong những cái vị giáo sư đặc trách về khu vực mà gọi là nghiên cứu về hàng hải của khu vực Á Châu, trong cái bài phỏng vấn, trong cái bài báo có cái tựa là This Week in Asia, thì ông nói rằng là có một cái thái độ mà ông nghĩ rằng là phía Bắc Kinh đang gia tăng và đe dọa tới cái luật biển năm 1982. Và trong đó ông nói rằng là dường như Bắc Kinh đã thay đổi chính sách và không muốn thừa nhận cái luật biển năm 1982, tức là UNCLOS. Trong khi đó thì ông ta phỏng vấn một nhà chiến lược của Trung Quốc có tên là Ding Dung, thuộc cái viện nghiên cứu Biển Đông của cái viện nghiên cứu tại Hải Nam. Thì trong đó trên cái nhìn của Bắc Kinh thì nói rằng là Bắc Kinh có nhiều lý do để mà xóa bỏ đi cái UNCLOS, tức là cái luật biển, tức là họ không muốn thừa nhận cái luật biển năm 1982 nữa. Và trong đó họ tin rằng là bởi vì có nhiều quốc gia đã có cái đi theo cái chủ nghĩa tư bản và có sự ủng hộ của Hoa Kỳ để biến thành một cái thế lực gây nguy hiểm cho họ trong khu vực. Do đó Bắc Kinh không muốn thừa nhận. Và chuyện này đã dẫn tới chuyện gì? Chuyện này đã dẫn tới đầu tiên hết là Malaysia. Malaysia là quốc gia đầu tiên đã gửi một cái công hàm ngoại giao và phản đối, quốc gia đầu tiên trong khối ASEAN nha các bạn, chứ không phải là Hoa Kỳ. Trước đó thì Hoa Kỳ đã gửi một cái công hàm đầu tiên cho Liên Hiệp Quốc và phản đối, nói rằng cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là bất hợp pháp. Ngay sau khi mà Hoa Kỳ gửi cái công hàm này thì Úc là quốc gia thứ hai đã gửi công hàm này và không thừa nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc là hợp pháp trên Biển Đông. Thì sau hai quốc gia này thì Malaysia là quốc gia đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã chính thức gửi công hàm cho Liên Hiệp Quốc để mà phản đối cái việc mà Trung Quốc claim cái đường lưỡi bò trên Biển Đông. Ngay sau Malaysia thì các quốc gia kế tiếp cũng đã có những công hàm tương tự gửi cho Liên Hiệp Quốc, trong đó có Brunei và Indonesia, là hai quốc gia cũng đã có một cái quan điểm tương tự như Malaysia, không thừa nhận cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, và trong đó họ cũng buộc Trung Quốc phải tuân thủ cái phán quyết năm 2016 về cái việc mà họ đánh chiếm bãi cảng Scarborough của Philippines. Riêng phần của Cộng sản Việt Nam không gửi công hàm, nhưng chỉ nhắc nhở những cái điểm then chốt nằm trong một cái công hàm của các quốc gia khác và yêu cầu là phải thực hiện theo đúng cái tinh thần của luật biển UNCLOS năm 1982. Đây là phản ứng của các quốc gia thuộc khu vực tranh chấp nha các bạn. Đặc biệt với Brunei là quốc gia có một cái nền ngoại giao rất trầm lặng. Họ gọi là rất trầm lặng, tức là họ không có ồn ào, họ không có lên tiếng, nhưng mà họ vẫn âm thầm và bảo vệ cái chủ quyền của họ. Và trong cái việc mà âm thầm bảo vệ chủ quyền này thì Brunei cũng đã gửi cái công hàm chính thức lên Liên Hiệp Quốc. Và hiện nay trên Liên Hiệp Quốc, theo bản báo cáo của tác giả của bài báo này, thì tổng cộng là có 10 cái công hàm. Trong 10 công hàm và có 2 lá thư gửi cho cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc. Và trong đó thì phía Liên Hiệp Quốc đã nhận được, tức là gửi cho cái ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong cái công hàm đó. Tổng cộng có 15 cái công hàm, quý vị. Xin lỗi quý vị. Là kể từ đó có 15 cái công hàm
đã gửi cho Liên Hiệp Quốc liên quan tới vấn đề Trung Quốc claim cái đường lưỡi bò trên Biển Đông. Và trong đó hai lá thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Hai lá thư này là của Hoa Kỳ và của Úc. Và những cái công hàm của Malaysia và những quốc gia khác cũng đã có mặt ở đây. Tức là cuộc chiến về công hàm. Bây giờ các quốc gia bắt đầu tham gia rất nhiều trong cái cuộc chiến pháp lý. Nhưng mà vẫn chưa có một quốc gia nào thúc đẩy mạnh mẽ cái vấn đề cuộc chiến pháp lý. Và chuyện gì xảy ra, đường hướng mới giải quyết ra sao? Thì bài báo này nói rằng bây giờ thì một số những cái nhà chuyên gia tại khu vực Á Châu, đặc biệt là chuyên gia tại cái ông chuyên gia ở tại Singapore, thì nói rằng rất là khó cho các quốc gia Á Châu bị buộc phải chọn một phía. Tức là họ rất là bất mãn. Tuy nhiên, ông này chỉ dựa trên quan điểm của những chính quyền cai trị và quản lý quốc gia. Trong khi đó, bài báo của tờ South China Morning Post cho biết rằng ví dụ họ nêu trường hợp của Việt Nam, thì nếu phải chọn phía, thì bài báo này dựa trên cái lời phỏng vấn của ông ta với lại một chuyên gia của tờ Asia View. Thì họ nói rằng nếu dựa trên cái tinh thần của người dân, thì gần như là 80% người dân Việt Nam vẫn muốn là take side bên phía Hoa Kỳ, tức là chọn Hoa Kỳ làm đối tác để đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà phía nhà nước Cộng sản Việt Nam thì lại không muốn chọn phía. Đó là cái sự khác biệt. Do nên cái vị mà gọi là chuyên gia của Singapore thì nói rằng là nếu bắt các quốc gia tại Á Châu phải chọn một phía thì họ sẽ bất mãn. Ý của ông này muốn nói là tất cả những chính phủ chứ không phải người dân. Tại vì người dân của Philippines, người dân của Malaysia và người dân của Indonesia, kể cả người dân của Việt Nam, đều phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng họ lại không bao giờ phản đối sự hiện diện của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Đó là một trong những cái bài phân tích này. Và trong cái là bài phân tích này thì cuối cùng phía của bài báo này đưa ra cái nhận định tình hình của Biển Đông vẫn đang tiếp diễn và Bắc Kinh có vẻ như là không muốn nhượng bộ. Và Bắc Kinh gần đi tới một cái quyết định là họ sẽ đơn phương và đưa ra những cái quy tắc chung, mặc dù rằng họ đã có sự nhượng bộ với Á Châu. Trong cái lời phát biểu của Vương Nghị là Vương Nghị đã từng đưa ra một cái đề nghị cho thấy là có một cái bước nhường nhịn từ phía Trung Quốc, là và cái bước nhường nhịn này có nghĩa là Vương Nghị muốn các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á là các quốc gia có thể cùng nhau chia sẻ cái quyền lợi trên Biển Đông như một mái nhà chung, theo ngôn ngữ của Vương Nghị. Tuy nhiên, ông này vẫn không dám nhắc nhở gì tới cái đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đã từng claim, mà ông ta chỉ nói là share home for the countries in the region. Tức là chia sẻ giống như một mái nhà chung của các quốc gia ở khu vực. Và điều này ông ta muốn đẩy Hoa Kỳ ra. Vì ở trong cái trữ lượng mà theo những cái nhà mà chuyên gia ở Biển Đông nhận định là nó có tới 7.000 tỷ thùng dầu. Nếu mà nói cái trữ lượng khoáng sản ở Biển Đông, chưa kể những cái khoáng sản khác và chưa kể những cái trữ lượng khí đốt khác, chỉ nói về cái trữ lượng dầu hỏa trên toàn khu vực Biển Đông thôi, nó có thể chứa tới 7.000 tỷ. Và đây là cái tham vọng mà Bắc Kinh vẫn muốn làm trong tất cả các quốc gia. Thì nếu mà nhận định một cách công bằng, thì nếu mà xét về mặt đấu tranh về mặt ngoại giao, thì Cộng sản Việt Nam là kẻ lên tiếng mạnh mẽ nhất trong việc mà Trung Quốc đã có những cái hành động được xem là lấn áp trên Biển Đông. Nhưng xét tới hành động cụ thể, thì theo nhờ nhận định của nhà nghiên cứu Ấn Độ này, thì Malaysia và Indonesia là hai quốc gia có những hành động cụ thể nhất và rất là dứt khoát trong vấn đề chủ quyền của họ. Và họ đã có những cái hành động mà bên đây đã chứng minh, không những là phía Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc đều bị bắt giữ khi các tàu đánh cá lấn lướt vào cái vùng hải phận của họ, thì họ đã cho bắt giữ và truy tố. Họ rất là thẳng thắn trong vấn đề này, nhưng họ lại ít dùng ngôn ngữ. Và khi cần thiết, họ sẽ gửi công hàm chính thức cho phía Cộng sản Trung Quốc, hoặc họ gửi thẳng cho Liên Hiệp Quốc. Họ không có bô bô cái miệng. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam thì khi mà phản ứng thì Bộ Ngoại giao lên tiếng phản ứng. Nhưng trên hành động cụ thể thì Cộng sản Việt Nam không làm bất cứ một điều gì cụ thể để mà chứng minh rằng đây là khu vực của mình. Đó là những cái gì mà nhà phân tích người Ấn Độ này đã đưa ra trên cái tờ South China Morning Post. Bài phân tích khá dài nhưng mà tôi lược dịch ở đây cho tất cả mọi người thấy là bây giờ thứ nhất là các quốc gia Á Châu đã vạch một cái lằn ranh đỏ đối với Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền. Mà trong đó quốc gia được xem là âm thầm nhất
nhưng mà vẫn quyết liệt nhất là Brunei. Ok các bạn, để các bạn thấy rõ những quốc gia tranh chấp trên chủ quyền trong cái khu vực ở Biển Đông, thì tôi mở cái bản đồ lên để cho mọi người nhìn thấy. Ok quý vị, ở trong đây là khu vực Biển Đông, và nếu tôi zoom vô thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều những cái quốc gia trong đó. Quý vị thấy Đài Loan ở trên đây cũng claim một phần trong cái phần ở Trường Sa. Philippines thì nó nằm ngay trước Trường Sa, đây là Trường Sa các bạn. Và Brunei là nằm trực diện với toàn bộ cái quần đảo Trường Sa. Nếu tôi zoom vô gần vô thì các bạn quý vị nhìn thấy rất là nhiều những cái đảo nhỏ. Đây là những cái đảo nhỏ, tôi zoom vô quý vị thấy những cái chấm trắng rất là nhỏ. Ok, thì Brunei là nằm ở đây, là Brunei, Philippines, Malaysia. Ok, Malaysia là bên đây nha các bạn. Malaysia, ba quốc gia này cùng với Việt Nam là bốn quốc gia đã tranh chấp trong vấn đề Biển Đông. Đảo quốc Đài Loan là một vùng lãnh thổ cùng với Trung Quốc. Đó là những quốc gia đang có sự tranh chấp trên khu vực quần đảo Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1974, và cho tới giờ phút này, Bắc Kinh vẫn đang nắm cái quyền quản lý ở quần đảo Hoàng Sa. Và phía Cộng sản Việt Nam thì vẫn chưa có một cái gì ngoài trừ ngôn ngữ, và vẫn chưa có một cái hành động cụ thể nào để đánh chiếm lại, mặc dù Bắc Kinh chiếm đóng từ tay của Việt Nam Cộng Hòa. Ok các bạn, quần đảo Trường Sa năm 1988, Bắc Kinh cũng đã tấn công và chiếm lấy đảo Gạc Ma của phía Việt Nam. Thì bây giờ quý vị thấy ở trong này rất là nhiều những chấm trắng, tức là tại vì nó gọi là quần đảo, tức là những cái đảo nhỏ, đảo lớn đầy ở đây. Thì toàn bộ khu vực này, tự tính từ đảo Hải Nam và từ trong cái vùng Vịnh Bắc Bộ và dọc qua tới Hồng Kông, qua cái khu vực Luzon của Philippines mà xuống tận tới Malaysia và Singapore, toàn bộ khu vực này, cái trữ lượng mà dầu hỏa mà có thể được khai thác là người ta nói lên tới 7.000 tỷ thùng dầu. Đó là con số rất là khổng lồ. Do đó sự tranh chấp này Bắc Kinh không buông tay. Đó là cái phần cho các bạn thấy. Và trong cái bài phân tích lần này cho thấy rằng là các quốc gia Á Châu đã bắt đầu cảm nhận được cái sự thay đổi của phía Trung Quốc. Trước đây phía Bắc Kinh không chịu ngồi xuống đối thoại đa phương, mà họ chỉ muốn đối thoại song phương với từng quốc gia. Và thứ hai, các quốc gia Á Châu đã từng kêu gọi Bắc Kinh là ngồi xuống để mà thảo ra cái COC, tức là cái Code of Conduct, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cái quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông. Thì Bắc Kinh dùng cái chiêu bài gọi là kéo dài thời gian khi Vương Nghị tuyên bố là đồng ý sẽ ngồi xuống nói chuyện với khối ASEAN, tức là các quốc gia Đông Nam Á, trong cái vấn đề của cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng Vương Nghị nói rằng là thời gian thảo luận và đàm phán là 3 năm. Và trong vòng 3 năm này, Bắc Kinh đã gia tăng xây dựng rất nhiều những hạ tầng cơ sở về quân sự của họ ở trên khu vực Biển Đông để kiểm soát toàn bộ khu vực này. Và bây giờ thì các quốc gia Á Châu đã bắt đầu cảm thấy rằng là khó chịu. Trong khi đó, Singapore không có liên hệ tới Biển Đông. Thì quan điểm của Singapore là vẫn chọn cái hướng đứng ở giữa, không muốn mít lòng của Hoa Kỳ, không muốn mít lòng của Trung Quốc. Ngược lại, Malaysia và Indonesia, Philippines, Việt Nam, bốn quốc gia này đều nằm trong cái chương trình một vành đai một con đường của Tập Cận Bình. Cả bốn quốc gia luôn. Bốn quốc gia tranh chấp trừ Brunei ra. Bốn quốc gia tranh chấp này đều nằm trong cái Indonesia thì không có nằm trong cái phòng tranh chấp, nhưng mà bốn quốc gia này nằm trong một vành đai một con đường. Tuy nhiên, trong đó thì Malaysia và Indonesia rất cứng rắn trong vấn đề chủ quyền. Họ đã gửi công hàm cho Liên Hiệp Quốc một cách chính thức. Họ đã đưa quân đội và đưa hải quân ra và đưa chiến hạm ra, đưa cả chiến đấu cơ ra để bảo vệ cái vùng lãnh hải của họ so với Philippines và Việt Nam. Mặc dù Indonesia chỉ nằm chủ cái đảo Natuna nằm ở dưới đuôi của Trường Sa thôi. Họ không có tranh chấp trên quần đảo Trường Sa. Nhưng bây giờ gần như là họ vạch một cái lằn ranh đỏ rất rõ ràng với Bắc Kinh, là 200 hải lý đặc quyền kinh tế, tàu của Bắc Kinh mà xâm phạm vào là họ bắn ngay. Và họ đã làm với tàu đánh cá Việt Nam. Khi mà tàu đánh cá Việt Nam xâm phạm vào lãnh hải của Malaysia, rồi dùng bom xăng ném vào lực lượng tuần duyên của Malaysia, Malaysia đã bắn trả, và kết quả là một ngư phủ của Việt Nam đã thiệt mạng, một ngư phủ khác bị thương, trong số tổng số là 19 ngư phủ. Thì cái này cho các bạn thấy là Malaysia rất cứng rắn trong cái vấn đề lãnh hải của họ. Nhúng vô là họ bắn ngay. Thì điều này cho thấy rằng là Malaysia có một cái cương quyết rất là rõ ràng. Indonesia cũng vậy.
riêng hai quốc gia Philippines và Việt Nam thì do cái thái độ yếu kém của những kẻ cai trị và thiếu bản lãnh ở trong cái việc vấn đề khẳng định chủ quyền. Do đó nó trở nên yếu ớt và chỉ phản ứng bằng cái miệng. Ngay cả Philippines, Duterte vẫn phản ứng bằng cái miệng và thậm chí Duterte cũng không muốn nhắc tới cái chiến thắng về pháp lý năm 2016. Hôm 11 tây tháng 7 vừa rồi là kỷ niệm đúng 4 năm cái chiến thắng pháp lý của Philippines. Nhưng mà Duterte cũng không muốn nhắc tới luôn. Chứng tỏ là Duterte vẫn đang trông chờ cái sự hợp tác của Trung Quốc. Và Duterte vẫn đang trông chờ cái sự tài trợ của Bắc Kinh đối với các dự án xây dựng tại Philippines. Còn Cộng sản Việt Nam thì tôi bỏ qua luôn. Những gì đã xảy ra quý vị đã nhìn thấy rồi. Suốt mười mấy năm nay, Bộ Ngoại giao thì lúc nào cũng lên tiếng. Nhưng mà Hải quân Việt Nam thì trốn biệt luôn. Chúng ta chưa nhìn thấy một cái tin tức nào mà Hải quân Việt Nam bắn bỏ hay là bắn những kẻ nào xâm phạm vào lãnh hải của mình. Không hề có. Do đó, phía Việt Cộng sản Việt Nam tôi bỏ qua. Và tôi chỉ nói những quốc gia khác. Và những quốc gia này đã có chiều hướng xoay chiều, vạch một cái lằn ranh đỏ. Từ ngay cả Philippines, bây giờ là chính bộ quốc phòng của Philippines trong ngày hôm qua đã lên án gay gắt Trung Quốc trong cái bãi cạn Scarborough, khi mà tàu hải giám Trung Quốc tịch thu tất cả những cái dụng cụ đánh cá của ngư phủ Philippines. Điều này đã khiến cho bộ quốc phòng Philippines và dân chúng Philippines áp lực rất mạnh với Duterte. Có lẽ là một vài ngày nữa Duterte lại phải trở miệng, lại phải lên tiếng trở miệng nữa. Nhưng mà cái hành động này của Bắc Kinh đang làm cho những quốc gia ở khu vực xoay chiều. Và đương nhiên nó có phần áp lực từ phía Hoa Kỳ và từ phía Úc lên. Úc cũng đang áp lực các quốc gia ở khu vực này để mà cứng rắn hơn. Và Indonesia đã hợp tác với Úc. Và Úc có thể có khả năng là một cái nguồn đầu tư vào cái đảo Natuna thay vì là Nhật Bản trước đây. Thì bây giờ Úc đưa tin là có thể đầu tư vào cái đảo Natuna này. Và trong các cái dịch vụ về nghỉ mát gì đó. Thì cái này là cái mà hợp tác giữa Indonesia và Úc. Rõ ràng là phía Indonesia đã có rõ ràng. Và Malaysia cũng rất rõ ràng. Họ đang khai thác dầu khí ngay trên vùng biển của họ. Tức là hãng Petronas của Malaysia đang khai thác. Và bây giờ mỗi một ngày, chiến đấu ở cái khu trục hạm của Malaysia vẫn phải đi ra ngoài đó và tàu tuần duyên của họ phải ra ngoài đó để mà quan sát, để tránh tình trạng mà tàu Trung Quốc có thể uy hiếp tới các cái hoạt động khai thác dầu hỏa của công ty Petronas của Malaysia. Điều này cho thấy rằng là toàn bộ khu vực Biển Đông hiện nay đang xoay chiều. Mà sự xoay chiều này bất lợi cho Bắc Kinh. Và Vương Nghị đã phải xuống nước, sẵn sàng một ngôi nhà chung chúng ta hợp tác. Nhưng quý vị nên nhớ, khi mà Trung Quốc đề xuất ra cái này, thì tất cả những cái hợp tác đó đều hút tài sản và hút tất cả về Trung Quốc cả. Chưa bao giờ Bắc Kinh để cho những quốc gia khác mà khai thác lợi nhuận trên Biển Đông, mà rút được cái tài sản đó về phía mình. Cuối cùng thì tất cả những cái tài sản trên Biển Đông, gồm có dầu hỏa, khí đốt và những cái ngành ngư nghiệp nông hải sản đều bị hút về Trung Quốc hết. Đây là cái chiến lược mà Bắc Kinh không bỏ được. Dù Vương Nghị có đưa ra những cái ngôn ngữ gọi là mềm dẻo để thuyết phục lại các quốc gia Á Châu. Cách đây mấy tuần, Vương Nghị đã đích thân gọi cho các quốc gia của Á Châu. Thì tuần này thì tiếp tục tới Dương Khiết Trì đi thăm Singapore và qua Nam Hàn. Rõ ràng Bắc Kinh thấy rõ ràng là cái chiến lược của Hoa Kỳ đã buộc Bắc Kinh phải xuống nước để mà thương thảo với những quốc gia nhỏ. Xưa nay Dương Khiết Trì rất là chảnh, không muốn nói chuyện với quốc gia nhỏ. Mặc dù tư thế của Dương Khiết Trì chưa chắc bằng Vương Nghị, nhưng mà rất là chảnh. Bây giờ Dương Khiết Trì phải xuống nước đi gặp các quốc gia nhỏ, thì quý vị biết là cái thế của Trung Quốc ở khu vực đã xuống thấp tới mức độ nào. Đặc biệt là lần này, Ấn Độ lại nhúng bàn tay vào trong Thái Bình Dương. Sau cái cuộc tập trận tại Hawaii, tức là tại cuộc tập trận Green Park mà đang diễn ra 2 tuần lễ với Hoa Kỳ, thì Ấn Độ đã được Hoa Kỳ ngỏ ý cùng với Hoa Kỳ tuần tra trên khu vực Biển Đông và khẳng định cái đường tự do hàng hải Indo-Pacific băng ngang qua eo biển Malacca của Singapore để đi ra Ấn Độ Dương. Thì Ấn Độ đã willing, đã sẵn sàng cho cái cuộc game, cho cái game này. Tức là Ấn Độ sẽ đưa tàu chiến họ vào Biển Đông để cùng đi tuần tra với Hoa Kỳ.
thì các quý vị thấy rõ ràng là cục diện Biển Đông, Trung Quốc về mặt quân sự họ có lợi thế rất nhiều. Họ có căn cứ quân sự ở dưới quần đảo Trường Sa, căn cứ quân sự ở quần đảo Hoàng Sa, căn cứ quân sự ở Hải Nam theo cái chiều dọc. Họ có lợi thế vô cùng. Và trên kia họ còn có căn cứ quân sự Hồng Kông này nọ nữa. Nhưng về mặt tư thế là Trung Quốc đã dần dần mất tư thế. Dù cuộc vận động cách đây 2 tuần đã kéo lại được một phần nào, nhưng qua tới tuần này thì Trung Quốc trở nên yếu thế hơn. Trung Quốc trở nên yếu thế hơn. Và bây giờ họ biết được rằng nếu như không tiếp tục vận động và không xuống nước, tức là không nhượng bộ với các quốc gia khối ASEAN, nếu các quốc gia này đoàn kết và liên kết lại với nhau, thì nó sẽ là một cái lực cản rất lớn cho sự bành trướng của Bắc Kinh. Bây giờ Bắc Kinh đang gia tăng cái áp lực đối với những quốc gia ở khu vực này. Đây là những cái gì mà nó đang xảy ra trên Biển Đông. Và cục diện này, nó có lợi cho Hoa Kỳ. Ít nhất về mặt tư thế. Dù Hoa Kỳ chưa có căn cứ quân sự, nhưng Hoa Kỳ có một cái tư thế tốt là các quốc gia bắt đầu từ cách đây 2 tháng đã một lần rồi. Và bị Bắc Kinh bất ngờ tấn công trở lại về mặt trận ngoại giao, khiến họ lừng khừng. Còn bây giờ, họ clear rất rõ ràng. Họ làm rất rõ ràng một cái lằn ranh đỏ, một cái red line với Bắc Kinh. Tức là chúng ta có thể hợp tác bất kỳ phương diện nào, nhưng trên chủ quyền biển đảo là chúng tôi rất cương quyết. Bằng chứng là Malaysia và Indonesia và Brunei, 3 quốc gia này đã có 3 cái công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc. Mà Brunei là cái nước gọi là từ xưa tới nay rất trầm lặng. Lần này, họ không những tập trận với Hoa Kỳ ở trong cái cuộc tập trận RIMPAC, mà bây giờ chúng ta mới biết được họ cũng có công hàm ngoại giao phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc luôn. Tức là Brunei không nói, không lên tiếng nhưng họ làm. Và bất ngờ trong cái cuộc tập trận RIMPAC này tôi cũng không ngờ có sự hiện diện của Brunei. Tại Brunei trước đây họ thương thuyết với Anh Quốc để mà Anh Quốc có thể đặt một căn cứ quân sự ở Brunei. Nhưng mà việc này chưa xong. Thì bất ngờ bây giờ Brunei lại hợp tác RIMPAC với lại Hoa Kỳ. Điều này có thể dẫn tới nếu Philippines ọ ẹ và Cộng sản Việt Nam thì không nói rồi. Thì nếu như mà Brunei để cho Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự tại đây, trực diện ở trên Trường Sa, thì coi như Trung Quốc sẽ gặp nhiều vấn đề. Sự xuất hiện bất ngờ của Brunei là cái yếu tố khiến cho cục diện của Biển Đông đã chuyển đổi. Và bây giờ thì quý vị đã nhìn thấy cái hình ảnh và cái tư thế của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Và nếu kéo từ đây tới cuối năm, Bắc Kinh không có một giải pháp nào để mà thương thuyết với những quốc gia ở khu vực, thì dần dần họ ngã qua Hoa Kỳ hết. Ít nhất là họ không để cho Trung Quốc có cơ hội quậy phá trên Biển Đông. Nếu họ không nghiền ngã theo Hoa Kỳ, thì họ cũng ngăn chặn cái sự mà gọi là bành trướng của Trung Quốc. Và nếu như họ ngã theo Hoa Kỳ, thì có nghĩa là Trung Quốc sẽ gặp một cái lực cản mới, và tình hình Biển Đông nó cũng sẽ không kém gì eo biển Đài Loan hay là vùng biển Đông Á cả. Bắc Kinh cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến tại đây mà. Bắc Kinh đang đưa bomber ra ngoài Hoàng Sa mà. Do đó, cục diện Biển Đông có thể sẽ trở thành điểm nóng hơn trong một vài tuần lễ tới nếu như mà Bắc Kinh tiếp tục cái thái độ hung hăng của họ trên Biển Đông. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa bước qua đề tài thứ hai. Giữa lúc tình hình Biển Đông đang hot, thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng áp lực tại Trung Đông, buộc các quốc gia ở Trung Đông phải chọn một phía. Trong lúc Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ cho Joe Biden để thắng cử kỳ này. Đó là một trong những cái đề tài thứ hai mà Phong quay lại. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút.